Bản tin tối 20 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 94 ca mắc COVID-19 trong nước tại 5 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh 57 ca, Bắc Giang 23 ca, Đà Nẵng 9 ca, Bắc Ninh 3 ca, Nghệ An 2 ca. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 13.211 ca mắc COVID-19. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. 9 ca gồm bệnh nhân 13.118, 13.120 đến 13.123, 13.126, 13.128, 13.130, 13.131 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Gồm 5 ca là F1 của bệnh nhân 12.860, 2 ca liên quan đến bệnh nhân 12.437, 2 ca trong khu vực phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 23 ca gồm bệnh nhân 13.119, 13.124, 13.125, 13.127, 13.129, 13.132 đến 13.145, 13.149, 13.149 đến 13.151, 13.154 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. 3 ca gồm bệnh nhân 13.146 đến 13.148 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, gồm 1 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca là F1 của bệnh nhân 10.811 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19 và 20 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 2 ca gồm bệnh nhân 13.152 và 13.153 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 57 ca gồm bệnh nhân 13.155 đến 13.211 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 36 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 6 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 4 ca liên quan đến điểm thu phế liệu Đề Thám quận 1, 11 ca đang điều tra dịch tễ. Trong ngày 20 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 311 ca mắc mới, gồm 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh 4 ca, An Giang 2 ca, Thái Bình 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Bình Dương 1 ca. 300 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 137 ca, Bắc Giang 96 ca, Đà Nẵng 27 ca, Bắc Ninh 19 ca, Bình Dương 13 ca, Nghệ An 5 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Quảng Nam 1 ca, An Giang 1 ca. Tình hình điều trị có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 381 ca, lần 2 135 ca, lần 3 137 ca. Số ca tử vong 66 ca. Số ca điều trị khỏi 5.229 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.